Thưa quý vị, ước mơ có được một ngôi nhà khang trang, kiên cố, có chỗ che mưa, che nắng là mong muốn của rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bởi có an cư thì mới lạc nghiệp. Hiểu được điều này, Tuổi Trẻ Đà Nẵng bằng những nguồn lực của mình đã tích cực triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực, từng bước cụ thể hóa, thực hiện chỉ thị 24 của thành phố Đà Nẵng, như hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho rất nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm đối với những phần việc của thanh niên, mà còn góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội. Em Võ Tiểu Cầm, thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, hiện là sinh viên năm tư của Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng. Gia đình em thuộc diện có hoàn cảnh rất đặc biệt khi mồ côi cả ba lẫn mẹ. Anh em cần phải tự nương tựa, lo toan cho nhau. Hiện tại gia đình em ở trong căn nhà cấp 4, được xây dựng đã lâu và xuống cấp nghiêm trọng. Chia sẻ với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ấy, thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố và các đơn vị đồng hành đã hỗ trợ số tiền 70 triệu đồng để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình em. Sự quan tâm từ lãnh đạo thành phố đến địa phương thì mới có được số tiền để sửa chữa nhà, thì hy vọng là với số tiền đó thì trong thời gian tới, đặc biệt là mùa mưa bão sắp tới, thì em sẽ có một ngôi nhà khang trang và kiên cố để phòng tránh bão. Hy vọng các bạn có hoàn cảnh tương tự như em cũng sẽ được sự giúp đỡ để có một mái ấm kiên cố, để các bạn có thể học tập và phát triển, để quay trở lại giúp đỡ cho cộng đồng. Còn đây là căn nhà của em Nguyễn Phú Thiện, với sự giúp sức từ đoàn khối các cơ quan thành phố. Trong thời gian đến, ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ thường xuyên bị dột nước này sẽ thoát lên mình một diện mạo mới, khang trang hơn, an toàn hơn, không chỉ giúp gia đình em yên tâm tránh trú trong những ngày mưa bão sắp đến. Ngôi nhà em cũng xây được khá đã lâu, được cũng xuống cấp nhiều trầm trọng, được sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo cơ quan đoàn khối đã giúp đỡ em một khoản tiền để sửa chữa ngôi nhà lại kiên cố hơn. Em cũng thấy rất vui và hạnh phúc khi được sự quan tâm của các lãnh đạo cơ quan đoàn khối, với số tiền được hỗ trợ cho gia đình em sẽ sửa lại ngôi nhà kiên cố hơn trong mùa mưa bão sắp đến. Với phương châm nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp để xây dựng sửa chữa nhà ở và hàng trăm ngôi nhà đã được sửa chữa xây mới. Có thể đó là những ngôi nhà chưa to, đẹp như mong muốn, nhưng đó là những ngôi nhà của nghĩa tình, của sự đoàn kết và sự sẻ chia của cộng đồng xã hội để các đối tượng yếu thế có được một nơi an toàn để ở, có nơi ấm cúng yên bình để sinh hoạt gia đình. Đối với địa bàn Hòa Tiến thì qua khảo sát hộ nghèo năm 2022, cái số hộ sửa chữa và xây mới nhà cũng rất là lớn. Hôm nay được sự quan tâm của các doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm thì chúng tôi rất là trân quý những cái tấm lòng này. Với cái số tiền mà hiện nay hỗ trợ 20 triệu đối với sửa chữa một căn nhà đối với những cái hộ mà hết sức khó khăn này, thì chúng tôi nghĩ là không có đủ cho cái hộ đó để sửa chữa. Thì nhờ cái sự chia sẻ của cộng đồng rồi của các cái doanh nghiệp thêm một cái số tiền thì để cho cái hộ khó khăn đó có thêm một cái nguồn kinh phí thì để cái hộ đó sửa chữa cái ngôi nhà của mình. Thì người ta thường nói là an cư mới lạc nghiệp. Khi có một cái ngôi nhà khang trang thì các cái hộ đó tự mình vươn lên và ổn định cuộc sống của mình. Trong thời gian vừa qua thì cũng phối hợp với lại các cái tổ chức, đơn vị, các mạnh thường quân để vận động cái nguồn kinh phí để mà hỗ trợ sửa chữa nhà cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt là chúng tôi quan tâm đến các cái những cái hoàn cảnh là gia đình là đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn để mà hỗ trợ sửa chữa cũng như là xây mới những ngôi nhà. Thì hoạt động các hoạt động này thì cũng đã được thành đoàn Hội Liên hiệp Niên triển khai rất là mạnh mẽ trong suốt thời gian vừa qua. Các hoạt động hướng đến cộng đồng của Tuổi Trẻ thành phố Đà Nẵng diễn ra trong suốt thời gian qua đã và đang hỗ trợ kịp thời, tạo động lực rất lớn giúp gia đình, các bạn đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn nhanh chóng ổn định cuộc sống, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ, có phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, chung tay cùng thành phố thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.